Telles tiết lộ thái độ của Ronaldo khi Ajax bại trận. Hậu vệ cánh Alex Telles có những chia sẻ về người đồng đội Cristiano Ronaldo sau quãng thời gian thi đấu tại câu lạc bộ Ajax của Saudi Arabia. Alex Telles đã chơi cùng với Cristiano Ronaldo ở Manchester United và Ajax. Với quãng thời gian dài sinh hoạt chung với CR7, ngôi sao người Brazil đủ khả năng để biết Ronaldo là một người như thế nào trong đội bóng. Hậu vệ cánh người Brazil đã được Ronaldo gia nhập Old Trafford vào năm 2021, thi đấu tại Manchester United chưa đầy một năm. Telles đã chuyển đến Ả Rập để tái ngộ với ngôi sao người Bồ Đào Nha Ronaldo vào mùa hè 2023. Khi được hỏi liệu Ronaldo sẽ ra sao nếu Ajax không có được chiến thắng, Telles trả lời thẳng thắn rằng Ronaldo sinh ra là một đội trưởng và là một thủ lĩnh. Đây là điều mà mọi người đều biết. Cách anh ấy đối mặt với những trận đấu luôn rất chuyên nghiệp. Ronaldo là một nhà lãnh đạo tích cực. Luôn thúc đẩy đội bóng theo hướng tích cực, anh ấy không bao giờ để đội phải thất bại. Chúng tôi lấy điều đó làm động lực. Anh ấy có ảnh hưởng rất lớn trong đội của chúng tôi. Đối với chúng tôi, anh ấy là một tài sản vô giá. Hậu vệ trái 31 tuổi nói thêm, Cristiano Ronaldo là một phần rất quan trọng khi tôi đến đây. Chúng tôi đã trao đổi tin nhắn trước đó. Người đại diện của tôi đương nhiên sẽ phải giúp tôi tìm kiếm bến đỗ thích hợp. Nhưng rõ ràng, khi nói đến huyền thoại Cristiano Ronaldo, sự vĩ đại của anh ấy rõ ràng đã giúp tôi đến dễ dàng hơn. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Anh ấy kể cho tôi nghe câu lạc bộ này như thế nào và Ronaldo rất mong chờ tôi đến. Tôi hạnh phúc khi có một cầu thủ và con người như Ronaldo ở bên cạnh. Vì vậy, tất cả những nỗ lực mà tôi dành cho bản thân mình cũng là dành cho Ronaldo, cho Ajax và cho tất cả các cầu thủ có mặt ở đây. Ronaldo ngồi ngoài trận đấu mới nhất của Ajax do án treo giò. Trong ngày thiếu vắng anh, Ajax đã bất ngờ để đội cuối bảng Anham cầm hòa với tỷ số 4-4. Bây giờ, Ronaldo sẽ trở lại trong trận đấu tới để cùng Ajax chơi trận lượt đi tứ kết Champions League với Anen vào thứ hai tới ngày 4 tháng 3.